Đồng Yêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, hôm nay cháu Nghiêm lại lên thăm hai con trúc nhôi quý ông bà. Cũng được mấy hôm rồi cháu Nghiêm không lên. Và hôm rồi thì cháu có lại đưa hai bé trúc nhôi là trở về nhà rồi. Thì hôm nay cháu Nghiêm lên thì có mua 1,5 cân thịt với cả là một ít bim bim cho các con quý ông bà. Thì trẻ con thì lên thì phải có một ít bim bim hay bánh kẹo gì đấy. Thì rất là thích ăn, nhưng mà cho ăn kẹo nhiều thì cũng sợ không tốt, sợ sâu răng quý ông bà, nên là cháu Nghiêm mua ít bim bim lên cho các con nữa. Để tại lên đến đây thì đường đi khó quá nên là cháu Nghiêm để xe ở đây. Hôm nay thì cháu Nghiêm cũng lên khá là muộn bởi vì là sáng giờ là toàn bị trời mưa ấy, quý ông bà. Trời mưa nên là lên không được. Đường thì sau những trận mưa to là bị trôi đi hết quý ông bà, bị trôi phần đất đi hết, còn lại mới phần đá lổm nhổm ở đây nên là đi rất là khó. Nếu mà có xe win thì đi sẽ dễ dàng hơn, còn xe này là đi xe thấp nên là đi toàn bị đập ở gầm. Bố chào các con nhá. Các con đâu ấy? Các con đi lấy dê. Đi lấy dê, dê ở đâu? Dê ở trận đâu? Trận dưới kia. Trận dưới kia, sao mà buộc dê xa thế? Bà đi buộc á? Thế bà ở đâu rồi? Bà đi làm thuê. Đi làm thuê ở trận đâu? Dê. Dưới kia á? Thế sao không để bà lên rồi cho bà lấy lên luôn? Bà muộn về. Muộn mới về á? Nào con chào con các bà đi. Con chào các ông các bà ạ. Con chào các ông các bà ạ. Rồi, ngoan lắm. Ôi rồi, con gái. Cái hôm vừa rồi là xuống nhà, nhà bác dưới kia ở ấy quý ông bà. Giờ đấy thì có dứa nhiều nên là các con ăn dứa rất là nhiều. Ăn dứa xong bị môi này. Ôi rồi ôi. Thế bây giờ nó cứ bị như thế thì sao? Có khỏi được nữa không con? Hả? Bây giờ còn khỏi được không? Có á? Không khỏi nữa đâu, hỏng rồi. Cháu gái rồi. Không khỏi được nữa đâu. Nhỉ? Có khỏi được không? Hả? Đau không? Có đau không? Có đau á? Thế bây giờ bố cùng con đi lấy dê nhá, xong về nhà nhá. Này, ăn bim bim đi. Ôi. Này, con lấy bố cầm rồi. Ăn đi, bắt cho em ăn đi. Con mời cho ông các bà ăn nào. Thế bà buộc dê ở trận đâu các con có biết chỗ buộc không? Không biết à? Không biết thì đi. Hả? Bà bảo đi dọc đường này thấy á? Cái này bố từ dưới kia lên có thấy đâu? Bà là nghe như con bảo là bà sáng nay đi hộ làm thuê cho người ta ấy, cứ bà là mang dê đi buộc, xong là dặn các con là tối là đi lấy, cứ đi theo dọc đường là thấy dê, nhưng mà nay cháu Nghiêm đi từ dưới kia lên cũng chả thấy dê đâu, mà có mỗi hai con tự đi không sợ à? Quán đường mà từ trên nhà xuống đây khá là xa đấy chú ông bà. Đi bộ chắc cũng phải mất tầm khoảng 40 phút đấy. Bà là buộc dê rất là xa, nhưng mà ở dưới này là có cỏ nhiều này. Thế treo thịt ở đây.
đi. Nếu mà này bố biết là vuộc dê ở dưới kia thì bố dắt lên hộ rồi. Nhưng mà có thấy đâu này, bố lên có thấy đâu. À đây, phải không? Phải rồi. Mà là buồn dê ở đây, các bà này chống em lên đi. Đường đi khó quá cũng không để ý. Dê thì ở trên kia. Đây, bố đi lấy dê này là vừa rồi được quý ông bà gửi tiền đến mua dê cho gia đình ấy. Đúng, sau khi cháu Nghiêm kêu gọi thì cũng được anh La ở bên Mỹ quý ông bà là gửi cho cháu Nghiêm 3,5 triệu là để mua cặp dê cho gia đình nhà bà. Con dê này là cháu Nghiêm mua là 3,5 triệu, một con mẹ với một con, còn một con dê con nữa là ngày trước là bà nuôi hộ người ta nên là người ta cho một con, và còn hai con, một con mẹ với con đấy là mua cho bà. Ôi thả như thế tí nó có chạy đi đâu không con? Không á? Ờ đi, đi nhanh đi. Dê thì ở đây vùng cao ấy, cứ bà chỗ nhà bà ở là cao, khí hậu cũng khá là nóng nên là dê nó phát triển rất là tốt. Vâng, vừa rồi mua thì dê con còn bé tí mà bây giờ cũng lớn khá là nhanh rồi chú ông bà. Rồi, mấy hôm nay con còn đi nghỉ nước không? Hả? Không à chứ. Con không à, biết chưa? Ờ, bố mà thấy ai bảo con đi nghỉ nước là bố đánh cho nhá. Biết chưa? Ừ. Chúc ở nhà phải trông em nhé. Ừ. Hôm nay hai con đi đâu làm gì? Ừ. Lấy dao lợn chưa? Bà không ở quay lấy dao lợn cho chưa? Các con là đi bộ rất là khỏe chứ bà. Đồng Yên đi một lúc thôi là đã thấy mệt, mệt oải hết cả người rồi, nhưng mà các con thì đi vẫn khỏe lắm đấy. Ngon không con? Ngon à? Cái gì ngon? Bim bim ngon à? Phải không? Từ hôm về đây thì có thấy mẹ đến đây không các con? Không đến nữa đâu. Cũng được à, mấy hôm rồi cháu á không lên thăm hai con được nữa bà, 2-3 hôm rồi. Với cả nhiều khi là những thước phim của cháu Nghiêm ấy đăng về hai con chúc nhôi thì quý ông bà không xem được, bởi vì là kênh bây giờ cũng bị mất đề xuất nên là nhiều video là nếu mà quý ông bà không đăng ký kênh và không bật thông báo ấy thì sẽ không nhận được, sẽ không nhận được thông báo về video của cháu.
thì lúc đấy quý ông bà sẽ không xem được quý ông bà. Nên là cũng nhiều quý ông bà gọi cho cháu bảo là sao dạo này cháu nghiêm không lên thăm hai con chúc nhôi, không thấy lên thăm hai con chúc nhôi và ghi hình hai con chúc nhôi lên. Nhưng mà cháu nghiêm vẫn lên khá là đều đặn quý ông bà. Có hôm thì nếu mà đợt nào mà mưa nhiều đường đi khó không lên được ấy thì cháu cách 3-4 ngày thì cháu mới lên được. Còn nếu mà không mưa đường đi dễ thì cháu nghiêm cứ 2-3 ngày thì cháu lại đến thăm các con quý ông bà. Thì qua đây cháu cũng rất là mong à, sau khi quý ông bà theo dõi được thước phim của cháu thế cho cháu xin một lượt đăng ký kênh để cháu có thêm động lực đi giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao cho cháu. Mệt không? Con mệt không? Con có. Con có à? Này, con cầm đinh về đến nhà rồi ăn. Bây giờ đang lên dốc mệt, khô hết họng rồi. Ăn đi đi vào nữa. Có khăn nước không con? Nhồi. Đấy, hôm nay lại ở nhà ấy chú ông bà. Ở nhà đi làm suốt nên là nhìn người đen đi. Không còn xinh gái nữa rồi. Ôi giấm, giấm. Trên này là vừa rồi bà con trồng lúa quý ông bà là bây giờ lên khá là tốt rồi. Lúa nước này thì phát triển rất là nhanh. Nhưng mà nhà bà không phát triển được à về con vật khác thì cháu nghiêm nghĩ là ở đây là nuôi dê là rất hợp lý quý ông bà. Như quý ông bà cũng có thể thấy là nhìn dê béo tốt thế là cũng biết là nó ở môi trường này nó phù hợp nuôi dê. Bởi vì là cỏ có khá là nhiều nhưng mà nhiều cỏ với cả nhiều cỏ với cả là ở đây ấy, buổi sáng thì cũng có ít sương nên là dê nó không bị đau bụng. Còn như chỗ khu mà nhà ông dì thì là dê rất là dễ bị ốm bởi vì là có sương sáng sớm là động sương rất là nhiều. Ui, đây có một cây nho. Nho này chắc chua lắm con nhỉ. Con ăn được không? Ui, nhìn thấy nho này là chảy hết nước miếng luôn. Ăn không? Con ăn không? Nhội. Rồi. Ăn xem nào. Ui, không chua à? Không chua á? Nho này không chua á? Hả? Chính không chua. Không chua á? Ui ôi, nên bố ăn thử xem chua. Ừ. Ôi. Chua đây. Ôi thôi không ăn nữa đi. Chua quá. Chỉ có ăn được cơm này, ăn hơi cả. Mấy hôm nay ăn thức ăn gì hả con? Ăn rau. Ăn rau hả? Thế không có thịt, hết thịt rồi à? Đi, cứ đi trước đi, dê nó tự đi mà.
Nhồi. Nhồi nhồi. Có phải nhồi nhồi không? Nói tay bố đi với. Đẹp quá. Để bố bán. Bán biết thôi. Đẹp quá. Thôi đi từ từ, đi từ từ. Cẩn thận tí nhá. Lần sau bảo bà buộc dê gần gần thôi, buộc xa quá. Buộc xa thế các con đi lấy chẳng mệt lắm à? Bây giờ cháu nghiêm lên thì vẫn còn chớ nhà cắt tí đi. Có nơi bên nào chưa cả nữ ở nhà ba bà ừ đó à. Bàn má nàng chúc ăn ờ bàn má nàng chúc đây à thế đây đấy còn bên tận này đấy thế này là gì còn bên lớp này bên này đấy à. Mấy hôm nay giả công hết chưa? Giả công cấy hết chưa? Rồi à? Cái đoạn đường đấy lúc nãy đi là từ nãy giờ là quãng đường mà di chuyển của đi học của bé Nhôi ấy, ông bà. Đấy chỉ là một phần chưa hết, đấy là chỉ là một phần hai quãng đường thôi. Mấy nữa là con Nhôi là đi học ở xã là còn đi xa gấp 3 lần cái quãng đường đấy nữa quý ông bà. Đi rất là xa. Vừa rồi thì giáo nghiêm có kêu gọi để mua xe đạp cho hai con chú Nhôi đi học ấy quý ông bà. Thì là cũng nhận được một khoản tiền từ dì Năm là gửi đến cho cháu Nghiêm là 1 triệu để cho vào quỹ mua xe đạp cho các con. Ôi, đây có một cây lê này. Cây của nhà ai đấy con? Cây của nhà bác. Ăn được chưa? Con chưa biết. Con chưa biết à? Nhìn cây lê quả ngon đấy. Cái này là lê chát đấy chú ông bà. Cái này quả lê này chát không con? Chát đúng không? Trước là cháu Nghiêm có nhận được một cuộc gọi từ một bác ở bên Mỹ là bảo cho cháu Nghiêm về cho thợ lên xem sửa lại ngôi nhà của hai ba bà cháu ấy là rơi vào khoảng bao nhiêu thì nếu mà xong là gửi cho cô cho bác ấy xong là bác sẽ hỗ trợ sửa nhà. Nhưng mà mấy dạo này cháu Nghiêm chưa liên lạc được với bác bởi vì là chắc là bác cũng bận nên là chưa thấy nó có gửi cho bác rồi nha, chưa thấy bác phản hồi. Rất mong là sẽ được sự hỗ trợ của các quý ông bà để sửa lại ngôi nhà cho ba bà cháu quý ông bà. Cũng may là vừa rồi là cháu Nghiêm chưa cho thợ người ta về dỡ để sửa, nếu mà sửa xong lúc đấy là không có kinh phí thì lúc đấy chả biết là sẽ xử lý như thế nào quý ông bà. Nhôi ơi, con có mệt không? Con có á? Thầy không phải bảo con có chứ, con có ạ à, chứ. Có là không được nhá.
Biết chưa? Biết rồi. Ui, đây lại có một cây lê nữa. Cây này ăn được rồi á? Chủ nhà đâu rồi con? Nhìn lê ngon quá phải không bà? Nhưng mà chủ nhà không ở. Nếu mà chủ nhà ở thì phải mua một ít để ăn. Ui, dưới kia quả trên kia là quả rất là to luôn. Rất là nhiều lê. Đâu rồi nhỉ? Chủ nhà đâu rồi nhỉ? Hỏi chủ nhà mua mấy quả về ăn đi. Lê quý ông bà. Lê này là lê chắt. Trên này là chuẩn bị đến mùa lê chắt rồi quý ông bà. May là nãy bố còn đi đường này mới gặp các con đấy nhỉ. Nãy cháu Nghiêm mà lên đường kia thì chắc là không gặp các con. Có nặng không? Nhôi ơi, cắt tóc nhá. Bố cắt đầu chọc cho con nhé. Tóc còn dài quá. Bố cắt tóc cho con nhé. Hả? Không á? Hay là cắt? Cậu cắt không? Không á? Đây, để dài quá. Cắt bớt đi. Cạo chọc đi. Đấy. Bán đường mà các con đi học cũng là đi lấy xe rất là xa cơ mà, đi mãi chưa đến nhà. Các con là đà là đi làm thuê cho người ta, các con ở nhà là biết làm đủ thứ đấy cơ mà, từ việc lấy dê này, đi cắt cỏ cho trâu, hay là đi lấy dâu lợn là các con có thể biết làm hết đấy. Một bé mới chỉ 9 tuổi và một bé 5 tuổi đó, chuẩn bị vào lớp 1 là 6 tuổi. Trẻ con là lớn nhanh lắm cơ ông bà, cả mấy chốc nữa là thành thiếu nữ hết rồi. Con trâu là mai giả người ta chưa con? Rồi á? À đây, lần thì đã giả đâu? Chắc có một con giả rồi. À. Đâu, dê vừa ở dưới kia. Dê bố cầm cho con mang dê vừa đi. Này, nhớ ra đây rửa tay nha. Chú bố đi rửa tay đi. Dạ bố đi. Rửa tay sạch vào nhá. Biết chưa? Biết rồi. Biết rồi. Con biết rồi. Con biết rồi. Ra kia tí lại rửa xà phòng nữa nha. Con biết chưa?
Nhà bà thì được cái là có nguồn nước rất là mát luôn chứ ông bà. Chú ơi, chú ơi, cầm cái này vào nhà đi. Cầm vào nhà xong xuống đây bố bảo. Đổ cái này treo ở trên nhé. Nào chú ơi. Đây. Đây, của ông bà. Chú ơi, nhà hiện tại ba bà cháu đang ở là cũng đang bị nghiêng rất là nhiều. Mấy cái cột này là càng ngày nghiêng nhiều được của ông bà. Rồi đợt vừa rồi cháu có lấy cây về chống tạm cho gia đình nhà bà, cũng rất mong là sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ từ quý ông bà cô chú và anh chị để cháu em có kinh phí sửa lại cho ba bà cháu có một ngôi nhà ở chắc chắn hơn. Chứ ở cái ngôi nhà này thì khi mà mưa bão đến là rất là nguy hiểm quý ông bà, gia đình bà với cả hai con chia sẻ là cứ mỗi trận mưa bão là phải ra cái khu bếp này của ông bà để trốn. Làm gì đây, rửa tay à? Của ông bà bây giờ là khi dặn các con là đi cầm cái gì bẩn, dây dê hay là trâu thì phải rửa tay sạch sẽ, là bây giờ các con là cũng tự giác rồi đấy. Nguồn nước ở đây thì có khá là nhiều cặn đó chú ông bà, chắc là xem tình hình thế nào nếu mà để cháu xem nếu mà được thì cháu sẽ trích cái tiền phí ra để mua một cái tách nước về đây để cho các con cũng như là gia đình sử dụng chú ông bà, dùng cái tách thì nó sẽ lắng cặn xuống. Chứ dùng với cái chậu này thì tôi thấy cũng không đảm bảo cho lắm. Tôi cũng rất mong là nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý ông bà xem là có nên mua một cái tách nước để cho ba bà cháu sử dụng không. Một cái tách nước thì cũng không đáng bao nhiêu đâu quý ông bà, chắc cũng chỉ mà cái nhỏ thì chắc cũng 1-2 triệu thôi. Hôm nay cháu cũng lên thăm hai con với cả chia sẻ chút hình ảnh của hai con để cho quý ông bà, cô chú và anh chị cùng được biết thôi. Thì thước phim của cháu đến đây cũng khá là dài rồi cơ mà, chắc là cháu nghiêm thế xin phép được kết thúc thước phim. Còn bây giờ cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Nào các con. Chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà ạ. Con chào các ông các bà ạ. Thưa quý ông bà, thì hiện tại trên gian hàng của cháu Nghiêm thì cháu cũng muốn mở bán một số sản phẩm để khi mà cháu Nghiêm đi chia sẻ hoàn cảnh, những hoàn cảnh nào mà chưa nhận được sự hỗ trợ cũng như là yêu mến từ quý ông bà thì cháu sẽ trích cái phần trăm lợi nhuận từ cái việc bán hàng trên gian hàng của cháu để đi mua gạo hay là mua những thùng mì tôm để hỗ trợ cho những hoàn cảnh còn thiếu may mắn ở trên vùng cao của cháu. Thì gian hàng cháu bán gồm có thứ nhất là mật ong bạc hà, thứ hai là mật ong khoái rừng. Nhưng mật ong này thì quý ông bà cũng biết là tác dụng của mật ong này thì mình có thể pha với bột nghệ uống để phòng bệnh đau dạ dày, hay là mình có thể cho trẻ ngâm với hoa đu đủ đực để cho trẻ nhỏ uống là trị ho rất tốt, và còn có công dụng như là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch tốt cho gan và làm giảm viêm hậu, chống lão hóa tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ốm nghén cho bà bầu của ông bà, và còn rất là nhiều công dụng khác. Thứ hai là cháu có bán sản phẩm thứ hai là lá trị sỏi thận, sỏi bàng quang,
sỏi niệu quản quý ông bà, nhưng mà quý ông bà gặp tình trạng là đái buốt, đái rắt mà khó đái, hay là tiểu đêm nhiều lần, thì quý ông bà có thể sử dụng cái sản phẩm là thuốc trị sỏi đường tiết niệu này rất là tốt quý ông bà. Sản phẩm thứ ba chúng em đang bán và cũng đang được rất là nhiều quý ông bà sau khi mua sử dụng và có phản hồi lại với cháu em là sản phẩm này thì có công dụng rất là tốt và được quý ông bà mua lại rất là nhiều. Đấy là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì có một cái đặc điểm là ở trên vùng cao vùng trầu mới có, và khi lá này thì bây giờ phơi khô rồi, khi mà quý ông bà mua đi và khi mà pha đun với nước nước sôi rồi quý ông bà dùng ấy thì lá nó sẽ tươi trở lại nhé quý ông bà. Thì công dụng cái này, lá này là mắt gan này, lợi mật này, giải độc gan này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Thì cũng rất mong là được quý ông bà ủng hộ. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị xem tiếp nội dung video của cháu ạ.